Thưa quý vị, năm 2018 rõ ràng là một năm nhiều thách thức đối với công tác bảo vệ trẻ em. Nhưng nhờ sự quyết tâm của người đứng đầu chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã cho chúng ta thấy những tín hiệu tích cực. Làm thế nào để sự quan tâm đó trở thành động lực đối với công tác bảo vệ trẻ em? Năm 2019, công tác bảo vệ trẻ em sẽ có những định hướng trọng tâm nào? Và trong chương trình đầu năm mới này, chúng tôi đã mời tới trường quay ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em để cùng trao đổi. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa ông, thực trạng về vấn đề bạo lực xâm hại trẻ em 2018 đang đặt ra nhiều thách thức và để giải quyết vấn đề này thì chúng ta cần phải thực hiện những giải pháp gì? Tôi nghĩ rằng là cần phải đẩy mạnh cái biện pháp phòng ngừa. Các biện pháp phòng ngừa phải phổ biến giáo dục các pháp luật, quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em, chính quyền địa phương các cấp ấy, thì cần phải bố trí tăng cường cái nguồn lực cho công tác bảo vệ trẻ em nói chung, trong đó trọng tâm vào cái phòng chống xâm hại bạo lực với trẻ em ví dụ như tăng nguồn ngân sách cho công tác bảo vệ trẻ em phát triển dịch vụ bảo vệ trẻ em nâng cao năng lực cho đội ngũ trực tiếp làm việc với trẻ em về công tác bảo vệ trẻ em và bố trí theo cái sự chỉ đạo của thủ tướng chính phủ là bố trí ngay người làm công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã chúng ta cần phải tăng cường cái truyền thông giáo dục các kiến thức kỹ năng bảo vệ trẻ em trước hết là cho các bậc cha mẹ và cho chính trẻ em để mà đông đảo người dân có cái kiến thức kỹ năng đặc biệt là có cái nhận thức về cái việc là phải tố cáo những cái hành vi bạo lực xâm hại tình dục trẻ em triển khai cái công tác tâm lý học đường và trước hết là cái công tác tâm lý học đường đối với giáo viên để làm sao mà giáo viên có những cái hành vi ứng xử một cách nó theo chuẩn mực đạo đức của nhà giáo và của nghề giáo đối với trẻ em và đối với học sinh để mà phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em đặc biệt xâm hại tình dục một cách có hiệu quả thì theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ chúng ta cần phải phối hợp chặt chẽ hơn đặc biệt là giữa các cơ quan tư pháp như là công an cơ quan điều tra tòa án và cơ quan lao động thương minh xã hội ở các cấp cũng như là các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức xã hội trong việc là xử lý kịp thời kiên quyết các cái vụ việc xâm hại bạo lực đối với trẻ em đặc biệt là xâm hại tình dục Tai nạn thương tích trẻ em cũng là một trong những vấn đề nổi cộng trong năm 2018. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ có những giải pháp gì để giảm thiểu tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích? Chúng ta cần phải tăng cường các biện pháp phòng ngừa và tập trung vào mấy cái biện pháp chính. Thứ nhất là cần phải tiếp tục kiểm tra, giám sát và xây dựng các cái mô hình về môi trường sống an toàn cho trẻ em. Ví dụ như là mô hình về ngôi nhà an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em hay là mô hình trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích và cộng đồng an toàn phòng chống đuối nước và phòng chống tai nạn giao thông đường bộ cho trẻ em. Thứ hai nữa là cần phải tiếp tục tăng cường cái việc truyền bá, phổ biến các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa đuối nước và các kỹ năng kiến thức về chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ cho cha mẹ và cho chính trẻ em, mở rộng cái việc dạy bơi, dạy các kỹ năng an toàn dưới nước và đối với môi trường nước cho trẻ em. Thưa ông, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em là một trong những hoạt động tạo điều kiện cho trẻ được tham gia giải quyết các vấn đề của chính trẻ em. Và để thực hiện được quyền này, thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có những chương trình đề án gì? Quy định của luật trẻ em, rồi những quy định của nghị định 56 của chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật về thực hiện cái quyền tham gia của trẻ em và những vấn đề liên quan trẻ em là những cái quy định hết sức là tiến bộ và tương đối là cụ thể. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có cái quyết định ban hành một cái đề án số 1235 năm 2015 về thúc đẩy cái quyền tham gia của trẻ em và các vấn đề của trẻ em. Chúng tôi đã xây dựng và chuẩn bị trình cho Bộ trưởng Bộ Động Thông Xã hội ban hành một cái thông tư hướng dẫn về cái quy trình lấy ý kiến trẻ em của các cái cơ quan nhà nước của chính quyền các cấp theo thẩm quyền trong cái việc xây dựng pháp luật, chính sách, kế hoạch, quy hoạch và các đề án về trẻ em có quyền tham gia vào các vấn đề về trẻ em đặc biệt là tham gia vào quá trình hoạch định chính sách và pháp luật. Năm 2019 cũng sẽ là năm mà định kỳ 2 năm chúng ta sẽ tổ chức cái diễn đàn trẻ em quốc gia và cái phương thức tổ chức diễn đàn trẻ em quốc gia sẽ càng ngày càng mở hơn để trẻ em được tham gia ý kiến chọn chủ đề vấn đề một cách nó mạnh mẽ hơn và chúng tôi cũng mong muốn là Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương cùng với các địa phương sẽ tiếp tục duy trì và phát triển nó hoạt động tốt hơn và hiệu quả hơn. Đấy là mô hình hội đồng trẻ em cấp tỉnh để làm sao trong cái việc mà xây dựng cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm ấy thì thực sự là nó có tiếng nói của trẻ em nó có phản ánh được ý kiến nguyện vọng của trẻ em một lần nữa xin được cảm ơn ông đã tới trường quay để cùng trao đổi với khán giả của chương trình thưa quý vị nhân dịp năm mới chúng ta cùng chúc cho công tác bảo vệ trẻ em năm nay sẽ có thêm được nhiều thành tựu và đạt được những mục tiêu đề ra mọi trẻ em đều được bảo vệ và phát triển trong môi trường an toàn lành mạnh Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này thứ năm tuần sau. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình và chia sẻ thông tin cùng với chúng tôi trên địa chỉ fanpage facebook.com gạch chéo vì trẻ em VTV1.